Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của Internet, dịch vụ thương mại điện tử đã ra đời và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân. Vâng, chính như vậy mà Minh Thư chỉ cần ngồi ở nhà là có thể mua được những hàng hóa mà mình yêu thích đó, chị Thanh Uy. Và để tìm hiểu rõ hơn về loại hình thương mại điện tử này, xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi đoạn phóng sự ngắn sau đây để gặp gỡ với biên tập viên Sương Long. Xin chào chị Thanh Uy và Minh Thư, chào quý vị và các bạn. Chắc hẳn cụm từ thương mại điện tử đối với tất cả chúng ta còn rất là mới lạ. Thế nhưng với các bạn trẻ thường xuyên sử dụng Internet thì việc lên mạng giao dịch bằng các trang thông tin điện tử thì rất là bình thường. Và rao vặt Đà Lạt.vn chính là một trang như thế. Và ngày hôm nay, Xuân Long sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn như thế nào là rao vặt tại Đà Lạt. Website thương mại tại Đà Lạt Lâm Đồng raovatdalat.vn được thành lập vào ngày 18 tháng 9 năm 2008, là một trong những website đi đầu trong cả nước nói chung và Đà Lạt nói riêng phát triển về thương mại điện tử. Rao vặt Đà Lạt là nơi quảng cáo rao vặt mua bán online, hơn 300.000 thành viên online và offline khắp mọi miền và đặc biệt là tại Đà Lạt Lâm Đồng. Được bình chọn là website mạnh nhất và được yêu thích nhất tại Đà Lạt Lâm Đồng trong nhiều năm qua, với trên 10.000 lượt truy cập một ngày. Sau một quá trình dài cố gắng hoàn thiện, chỉnh sửa nội dung, cuối cùng website raovatdalat.vn đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép mạng xã hội số 127 năm 2012 và giấy phép là sàn thương mại điện tử của Đà Lạt Lâm Đồng của Bộ Công Thương cấp với mã số đăng ký là 20140066. Các bạn thân mến, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp bạn Lê Cao Thiên, là giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Đà Lạt AD và là chủ sở hữu của website raovatdalat.vn. Cao Thiên, xin chào Xuân Long và chào quý vị và các bạn hiện tại đang xem chương trình Bình Minh Cao Nguyên qua màn hình nhỏ. Trong những năm vừa qua thì cái tốc độ phát triển của Internet cũng như công nghệ thông tin thì nó phát triển rất mạnh. Vì vậy cái ngành kinh tế thương mại được cho là cái ngành mà phát triển nhất trong thế kỷ 21. Cũng chính vì vậy mà Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã ký duyệt và phát triển cái ngành này là ngành đi đầu trong cái đất nước Việt Nam mình trong cái giai đoạn từ 2011 tới 2015. Trên thực tế về có thương mại điện tử thì những nhà sản xuất, những nhà cung cấp người ta đã đưa thẳng cái thông tin sản phẩm nó lên web thì người dân sẽ mua với cái giá mà gốc. Các bạn quan sát đây là cái giao diện của chủ của website, thì sau khi các bạn đăng ký tài khoản chỉ mất khoảng 2 phút thì các bạn có thể vào website có màn hình như sau. Thì các bạn có thể lướt xuống từ từ, các bạn sẽ thấy những cái chuyên mục mà hiện tại đang rất được các bạn trẻ ở tỉnh Lâm Đồng rất quan tâm, ví dụ như là trung tâm laptop, trung tâm điện thoại, trung tâm thương mại, trung tâm thời trang, bất động sản, việc làm là này. Ngoài ra còn có một trung tâm mà mình quan tâm nhất, đây là trung tâm giới thiệu về hình ảnh các địa điểm ăn uống, ẩm thực và các địa điểm du lịch của Đà Lạt. Nếu các bạn muốn mua một cái sản phẩm trên trang thương mại điện tử của chúng tôi thì các bạn có thể kéo xuống các chuyên mục như hồi nãy tôi đã giới thiệu. Đây tôi ví dụ như là bài viết của anh Phong Vũ. Nếu bạn cần mua một sản phẩm như nó, các bạn sẽ thấy rất nhiều cái sản phẩm, có các cái thông tin về sản phẩm, giá và cái chế độ bảo hành của bên công ty Phong Vũ. Các bạn hãy so sánh giá và sau đó bạn gọi điện thoại trực tiếp cho bên công ty Phong Vũ. Thứ hai, đối với những người chưa có rành về cái thương mại điện tử, chưa rành về Internet thì các bạn ở đây mình đã có lập trình sẵn cho các bạn một cái dàn menu. Hiện tại các bạn có thể chỉ vào trung tâm rao vặt và nó có tất cả đầy đủ ở đây. Mình sẽ lấy ví dụ điển hình là công ty Minh Tâm, đường 3 tháng 2, tương tự bài viết kia, họ đã sâu tất cả địa chỉ và tên công ty. Ta chỉ việc kéo xuống, chúng ta chọn các cái dòng sản phẩm như là các dòng HKFone hay là dòng gì mà các bạn muốn. Sau khi các bạn so sánh giá và tìm hiểu chi tiết thông số, nếu các bạn đồng ý thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với công ty qua số điện thoại ở trên. Ngoài ra cái hình thức cuối cùng là hình thức những banner của các doanh nghiệp và cá nhân. Thì ở đây cũng có rất là nhiều cái khách hàng mà trong 7 năm vừa qua đã ủng hộ bên tôi. Rất đơn giản và tiện lợi đúng không quý vị và các bạn? Chỉ cần một chiếc máy tính, một laptop, một máy tính bảng hay là chỉ cần chiếc điện thoại thôi thì chúng ta có thể mua sắm ở bất cứ nơi đâu. Và nếu các bạn muốn tiết kiệm thời gian cho việc mua sắm thì hãy đến với raovatdalat.vn. Còn bây giờ thì mời chị Thanh Uy và Minh Thư tiếp tục chương trình. Xin cảm ơn biên tập viên Xuân Long. Và có thể nói đây là sự tiện lợi mà cuộc sống hiện đại đem đến cho chúng ta. Và chắc chắn với sự tiện lợi như thế này thì Thanh Uy sẽ tham gia vào những trang thương mại điện tử để tìm mua những món đồ cho chính bản thân và gia đình.